Tới khi 8, còn ăn lại chung chung nha anh. Đi te hồi mấy giờ vậy anh? Hôm nay như 11 giờ mẹ nè. Sao đi te nhiều dữ vậy ta? Dễ chết hết gì luôn hả? Sao đi te mới ra mà bò nè, thì mình ướp đá nó chết tôm lên bờ, nó đâu sống lâu được. Vậy nếu mà đi te cái lúc mà anh te lên cái nó lên một mẹ là sống nó lên mà. Nhiều vậy luôn hả? Đâu này nhiều chứ một mẹ. Ký xuống ký này. Ủa có con cá quý hiếm vậy? Lấy cái đó đây cho mẹ. Ừ, tụi con cá. Lấy cái đó đây cho mẹ nhanh lên. Ủa có mấy con cá này luôn hả cô? Rồi đi tới ăn lại đi. Đi tới ăn lại đi. Te khúc nào mà có con cá này luôn vậy anh? Cá này cũng thấy hiếm nè. À mì cá này thấy cũng hiếm. Có ai muốn giải cứu động vật những con cá này không ạ? Dạ. Mấy con cá nâu này còn sống nè. Ai muốn giải cứu cá đi te thì ủng hộ em nè, gửi lại. Dạ, qua nhà ngư dân đi tè em mới thấy sự đánh bắt khủng khiếp của những con cá bị lưới vô tè. Nó sẽ dính luôn những con cá độc lạ rất nhiều. Wow. Thế nên để ổn định việc làm cho ngư dân ở đây thì phải ủng hộ em giải cứu động vật, bởi vì 5 tháng trôi qua sản lượng cá quý trong tự nhiên đang ngày một cạn kiệt. Hey, go home, go home. Đó là lý do phải có những hành động ủng hộ cái việc phóng sanh đúng cách. Thì đáng lẽ cái ghe đó đi te bắt cá thì bây giờ đi te giải cứu cá. Dạ đúng không ạ? Dạ em mua 50.000 về nhà để em thử coi mức độ sống sót của những con tép thế nào. Sao vậy ba? Dạ, cứu tép đi te thì cơ hội sống vẫn được à? Không có đâu, tại vì lâu quá nó chết hết à. Đi te nó ngọt nước. Đi te là người ta te được bao nhiêu mình cứu bấy nhiêu. Mấy cây số là tao mới dở lên. Chứ đâu phải dở lên hoài đâu, tại nó ngọt nước chết à. Người ta te mấy cây số người ta dở lên hả ba? Yeah.
Lừa không nổi luôn hả ba? Nhiều quá hả? Ở giá đâu mà lừa. Ai gì đâu. Ở đó có 1 người đi, 2 người đi, vậy không nhiều đâu. Ai gì đâu. Đi xe. Tại vì đi xe đâu có ai đi nhiều đâu. Có người chạy máy nè. Rồi người bật cái đó lên xuống nè, vậy thôi. Ai gì đâu. Đó. Dạ, vậy là đánh bắt bằng tay là khủng khiếp nhất. Lớn nhỏ đều hứng hết. Ủa ba thấy vậy vui lắm hả ba? Vui vậy là sạch luôn nè. Có con nào không thoát được, em thấy không? Có bằng lớn được không? Ai vậy? Có con nào lớn được không? Sạch luôn. Vậy là hết dịch Covid người ta mới hết sát sanh như quý vị. Bởi vì dịch Covid người ta không đi làm gì thì người ta sẽ hướng đến thiên nhiên. Nó không có đường sống đâu. Mà thả ra rồi nó cũng giọt hết trơn. Nó cũng bị xúc hết trơn ha. Cái này là một lứa của nó mới vừa lớn lớn nè, thấy không? Lớn lớn mà cái đũa bự như đũa chứ. Đây là 50.000. Bán rẻ. Tép lớn, tép nhỏ mà tại tép chết người ta mới bán giá này. Chứ thật tép sống là không có đâu. Không có chỗ đâu. Mà con nhỏ nó dễ chết lắm. Con nhỏ nó chịu không nổi, nó chết sớm. Ai gì đâu Phật. Ai gì đâu Phật. Vô khách cửa chưa giờ cuối cùng vào đêm rồi nha. Ai gì đó Phật. Bữa hôm nay là thứ năm rồi mà ngày hai thứ sáu. Dạ cứu để biết khả năng cứu chữa. Ê, đi rồi, có vô đây không hả? Đi chưa? Đi. Ai gì đó Phật. Vô đây rồi lên tắm thì tắm nữa đi. Trời ơi, thương quá. Ai gì đó Phật. Ai gì đạo Phật. Ai gì đạo Phật. Hiểu rồi. Ba em làm cái gì thấy ghê quá luôn. Em gửi ra đây hồi em đem ra xong thả. Trong cuộc sống này quý vị cũng đã thấy có thiện có ác, quý vị chọn lựa thiện hay ác là do mình. Làm việc gì cũng phải để hậu. Nhờ mua 50.000 tép em mới cứu được như vậy. Anh chị hỗ trợ em ủng hộ giải cứu động vật đó, thì em mới cứu được những cái con đi te. Dạ đi te bị bắt nhiều lắm. Bây giờ em đem ra xong thả. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Trời, nước cạn queo vậy. Đi ra sông con ơi, ra sông lớn mới được rồi. Hành động tiêu anh làm có sự giả tạo không quý vị? Có giả tạo không? Có đạo đức giả không? Có giả làm việc thiện trên YouTube? Hy vọng các bạn sẽ tỉnh lại. Những bạn mắt sáng trưng như vậy là chắc chắn sẽ sống lại à. Tương cũng cố gắng hết sức rồi.
mọi người phải ủng hộ tôi mới cứu được nhiều hơn. Dạ. Gì vậy trời? Tụi con đi làm nhiệm vụ giải cứu động vật cả ban đêm luôn. Mấy em thấy làm sao? Cực không? Như một ngày ăn chỉ được một bữa cơm thôi à. Làm thần mà. Phải chịu vậy đi mấy con ơi. Còn quý vị ơi, thấy việc làm này của em thế nào? Em nói là dịch bệnh Covid á, khi con người ta đói khổ á, thì họ sẽ hướng đến thiên nhiên. Mà đánh bắt mà không bảo tồn thiên nhiên đó thì sẽ cạn kiệt. Đó, con người á, khi mà họ không có tiền, không có vật chất thì họ luôn tìm cách trong thiên nhiên bắt hại con này con kia, chặt phá cây này cây kia. Bây giờ nhiệm vụ mới là giải cứu những con bị bắt bằng ghe đi te, tiền hơi bị nặng.